Vâng, ở Trung Quốc thì có một người phụ nữ chuyên làm nghề khuyên bảo các cô gái ngoại tình với chồng người khác hoàn lương. Và cô gái đã thuyết phục được khoảng 800 tình nhân trong một năm qua. Và thành tích vô cùng bất ngờ đã giúp cô trở nên nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền hơn các đồng nghiệp. Cô Quang được truyền cảm hứng thực hiện sứ mệnh thương thuyết với người thứ ba từ kinh nghiệm cá nhân. Bố của Quang đã phản hồi mẹ khi cô trưởng thành. Vì vậy cô đã hiểu được những cái ảnh hưởng tiêu cực khi có người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình mình. Đến khi kết hôn thì người phụ nữ này cũng phải sống trong sự phản bội của chồng. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ thì người phụ nữ đã trở thành chuyên gia thuyết phục tiểu tam, từ bỏ những người đàn ông có vợ. Khi mà trò chuyện với họ thì Hoang tìm mọi cách để giúp họ nhận ra sai lầm, nhìn thấy bộ mặt thật của những gã đàn ông lăng nhăng, không phải là đánh ghen, lăng mạ hay đánh đập ở nơi công cộng. Hoang tập trung vào việc tiếp cận mục tiêu, khiến người thứ ba nhận ra sai lầm của mình bằng những biện pháp hòa bình thuyết phục tình nhân chấm dứt mối tình của họ không hề đơn giản và nhiều khi các chuyên gia thuyết phục như là quang phải vận dụng rất nhiều phương pháp tiếp cận cả gia đình và bạn bè tiết lộ chuyện tình cảm nhờ họ thuyết phục tình nhân chấm dứt mối quan hệ lần khác thì cô sử dụng các phương pháp và chuyên gia tâm lý lấy cảm hứng từ binh pháp tương tử để chia rẽ các mối quan hệ bất chính khiến họ chia tay trong một số trường hợp thì quang còn giới thiệu những người thứ ba cho những người đàn ông khác của đồng thân để họ nhận ra là mình có nhiều lựa chọn tốt hơn thay vì cái việc mà phá hoại phúc gia đình mình